Xin chào các anh chị em. Các anh chị em, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 15 tháng 5. Và bây giờ là 2 giờ 30 của Paris. Chúng ta cùng nhau dành một số phút đầu tiên để có được sự tương tác với các anh chị em khác. Xin được chân thành giới thiệu với các anh chị em một bài hát được sáng tác bởi một gia đình đặc biệt tại Sài Gòn. Dạ vâng, thưa các anh chị em, chúng ta ngày hôm nay xin được trao đổi cùng với các chị em, các anh chị em một số những đề tài, những câu chuyện đang diễn ra tại Việt Nam, những sự việc đang diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến một cái bản công bố của những người có trách nhiệm tại Quảng Trị. Những người có trách nhiệm tại Quảng Trị có đưa ra một tôi nghĩ đây là một điều khá đặc biệt, liên quan đến một cái quyết định công bố những sự kiểm soát về lương thực liên quan đến cá biển tại Quảng Trị. Và tôi nghĩ đây là điều mà
làm cho chúng ta, tôi nghĩ rằng hết sức phải quan tâm, bởi vì một sự chính thức, cơ quan của nhà nước chính thức tại tỉnh Thừa Thiên, tại Quảng Trị đã xác định cái nồng độ phenol, tức là một cái nồng độ rất là độc hại, cực kỳ là độc hại, đã có trong khoảng 30 tấn cá đông lạnh, đã sau khi qua kiểm nghiệm đã xác định rằng cả 30 tấn cá đó đều đã bị nhiễm phenol. Thì một câu hỏi được tôi nghĩ rằng rất cần nên đặt ra với chúng ta, đó là là chúng ta đã tiêu thụ bao nhiêu, người dân của chúng ta và bản thân chúng ta, bản thân các anh chị đã tiêu thụ bao nhiêu cái lượng cá tại những vùng gọi là những vùng nhiễm độc hại, tại những vùng có sự độc hại. Câu hỏi này nó có thừa hay không? Tôi nghĩ không thừa đâu ạ. Chúng ta nhiều người nói rằng là sự độc hại nó chưa đến với chúng ta, nó chưa đến trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng đó, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cái sự cố cưỡng, một cái cách nói cố thôi. Thì tôi xin phép chạy trên hình ảnh một cái bản tin liên quan đến cái chuyện, cái quyết định đó, tức là công bố cái sự độc hại của phenol trong cái cảng 30 tấn cá như vậy. Thì ít hay nhiều chúng ta cần phải hết sức là đặt một cái tầm, gọi là tầm quan yếu, tầm quan trọng đối với chúng ta, là phải chăng đã rất nhiều những cá mú như vậy đã trôi nổi vào trong những chợ của chúng ta, những chợ mà chính chúng ta đi đến và mua bán các cái những con cá như vậy. Và liệu rằng sẽ chỉ có những con cá như vậy, sẽ chỉ có 30 tấn cá đó, hay là đã còn và sẽ còn rất nhiều những tấn cá khác. Và chúng ta liệu chúng ta có tránh được hay không? Có tránh được cái sự thảm họa đó hay không? Nên tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi mà tất cả mọi người đều rất nên quan tâm. Một cái chi tiết thứ hai liên quan đến những người trực tiếp tại vùng Thanh Hóa và xin lỗi vùng Nghệ An và Hà Tĩnh, mà trong ngày 13 vừa qua đã có một cái tuyên bố, bản tuyên bố của các linh mục của vùng Hà Tĩnh và Nghệ An. Tôi xin phép được đọc một cái văn bản, một bản tuyên bố mà tôi nghĩ rằng anh em, anh chị em chúng ta cũng rất nên cần phải quan tâm. Và bản tuyên bố này nó gắn liền với điều mà chúng ta vừa mới gợi ý với nhau, cũng như là cái tác phẩm mà chúng ta vừa mới nghe ban đầu. Nó liên quan đến Formosa, nó liên quan đến cái thảm họa biển, nó liên quan đến những con cá mà tỉnh Quảng Trị đã phải vì rất nhiều những áp lực của lương tâm đã phải làm một cái cuộc xét nghiệm. Và thật là bất ngờ là cái cuộc xét nghiệm đó, 30 tấn cá ở một nơi xét nghiệm đã phải công nhận rằng cả 30 tấn cá đó đều đã nhiễm phenol. Và phenol là một cái thứ cực hại, một cái thứ cực độc, đã vào con người rồi
thì vô phương không loại ra được. Và chúng ta chỉ có, gọi là chúng ta chỉ có chờ chết thôi. Con em của chúng ta chỉ có chờ chết thôi nếu phenol đi vào trong thân thể của con em của chúng ta. Tôi xin phép được đọc cái bản tuyên bố về những bất ổn đã xảy ra trên cái địa bàn giáo phận Vinh, giáo hạt Thuận Nghĩa. Rất cảm ơn anh Lê Mikael đã tắp đi lại, tức là đã đánh chữ lại, bởi vì tôi rất muốn được truyền tải cái bản này, cái bản tin này, nhưng buổi chiều là tôi không thể đọc được, tại vì các linh mục và các anh chị em tại Hà Tĩnh khi mà gửi cho tôi đó thì bị, có lẽ là chụp hình bị nhòa, cho nên tôi mắt tôi kém không có đọc được. Nên bây giờ sau khi có cái bản tin đã được viết lại cẩn thận của cựu tu sĩ Lê Mikael thì tôi xin phép được đọc cái bản tuyên bố đó. Giáo phận Vinh, giáo hạt Thuận Nghĩa. Thuận Nghĩa ngày 13 tháng 6 năm 2017. Kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Công an tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu và Công an huyện Quỳnh Lưu. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2017. Linh mục Đoàn và giáo dân thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh cùng bày tỏ quan điểm của mình về tình hình bất ổn gần đây trên địa bàn giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu. Sự kiện vào ngày 28 tháng 5 năm 2017, Công an và quân đội Quỳnh Lưu tập trận bằng mìn và bắn súng trước cổng nhà thờ giáo họ Văn Thai, nơi đông dân cư sinh sống. Vào đêm ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2017, giáo dân giáo họ Văn Thai thuộc xứ Song Ngọc bị hàng trăm người dùng hung khí tấn công và phá hoại tài sản cá nhân. Từ tối ngày 1 tháng 6 năm 2017 đến nay, chính quyền Nghệ An đã huy động công an đến tận địa phương với mục đích là ổn định tình hình tại Song Ngọc. Tuy nhiên, nhiều vấn đề xảy ra trong những ngày qua khiến chúng tôi nghi ngờ thiện chí của chính quyền trong việc vãn hồi trật tự, cụ thể như sau. Thứ nhất, các thanh niên mặc đồng phục cầm cờ đỏ sao vàng chạy xe máy rú ga rú còi cảnh sát gây náo loạn trên các đường làng với sự có mặt của công an. Thứ hai, sự gây rối như trên tiếp tục diễn ra, bao gồm những hành động nguy hiểm như sau: ném đá vào nhà thờ và ném đá vào nhà dân ban đêm, ném đá vào anh em bảo vệ của giáo xứ, chạy xe máy kéo lê vũ khí trên đường, đốt lửa sát cạnh làng Song Ngọc lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 6. Thứ ba, mang dao chặt phá tài sản, uy hiếp vợ con và đuổi khách hàng gia đình anh Ngô Văn Hai thuộc xóm 9, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An vào chiều ngày 11 tháng 6. Thứ tư, đe dọa các gia đình và chủ tàu đã giao tiếp và đang thương giao làm ăn với các gia đình công giáo. Thứ năm, treo và răng xung quanh trên đường phố và khu vực chợ búa đông người các biểu ngữ kích động người dân tẩy chay và trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam ra khỏi huyện Quỳnh Lưu. Thứ sáu, mang đơn với nội dung tẩy chay và đòi trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam ra khỏi huyện Quỳnh Lưu đến các gia đình và chợ để thu thập chữ ký. Nhận định từ sự việc xảy ra như trên, chúng tôi nhận định rằng những việc làm này được thực hiện một cách có tổ chức
và ngang nhiên trước sự chứng kiến của công an và chính quyền. Nói thẳng, lực lượng công an biết rõ những người thực hiện hành vi ném đá vào nhà thờ và nhà dân, tấn công công dân và đập phá tài sản cá nhân vân vân, nhưng không nghiêm túc xử lý theo pháp luật mà còn làm ngơ cho những kẻ gây án nghiêm trọng đó. Tuy chính quyền điều động một lực lượng lớn đến hàng trăm công an canh gác mỗi đêm để làm điều gọi là bảo đảm ổn định trật tự, nhưng mặt khác, không ai khác hơn chính quyền đã dung túng những người cố tình phạm pháp, gây kích động hận thù và chia rẽ lương giáo. Sau chuỗi các sự kiện xảy ra, chúng tôi khẳng định động cơ sâu xa của hành động bao che và xúi dục hành vi gây án nghiêm trọng nói trên là nhằm tạo sức ép lên giáo dân, giáo hạt và giáo phận để thực hiện điều được ghi trong các biểu ngữ là kích động người dân tẩy chay và đòi trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam khỏi huyện Quỳnh Lưu. Ý đồ trục xuất hai vị linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam khỏi huyện Quỳnh Lưu cho thấy chính quyền cố tình che đậy sự thật về thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra và bằng mọi cách ngăn chặn sự đấu tranh chính đáng của người dân về vấn đề Formosa. Tuyên bố, từ những sự kiện nêu trên, chúng tôi bao gồm các linh mục và giáo dân trong giáo hạt Thuận Nghĩa, tuyên bố yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu như sau. Thứ nhất, chấm dứt ngay sự khủng bố cả về tinh thần lẫn vật chất đối với người dân giáo xứ Song Ngọc. Thứ hai, chấm dứt những việc làm gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc trong địa bàn giáo xứ Song Ngọc. Thứ ba, nghiêm túc điều tra, tìm ra thủ phạm tấn công giáo dân trong những ngày qua và xử lý theo đúng pháp luật. Thứ tư, đề nghị chính quyền tỉnh Nghệ An phải có kiến nghị với chính phủ để các nạn nhân của thảm họa Formosa tại tỉnh Nghệ An được đền bù thỏa đáng. Linh mục quản hạt An Tôn Nguyễn Văn Đinh đã ký. Chín linh mục thuộc giáo hạ Thuận Nghĩa đồng ký tên. Thứ nhất, Giacobbe Nguyễn Quang Lành, linh mục quản sứ giáo xứ Mảnh Sơn. Thứ hai, linh mục Bernardo Vũ Sĩ Tráng là linh mục quản sứ xứ Vịnh Yên. Thứ ba, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn là linh mục quản sứ giáo xứ Thuận Giang. Thứ tư, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục là linh mục quản sứ giáo xứ Sao Ngọc. Thứ năm, linh mục Du Xe Nguyễn Ngọc Liêm là linh mục quản sứ giáo xứ Yên Lưu. Thứ sáu, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam là linh mục quản sứ xứ Phú Yên. Thứ bảy, linh mục Francisco Phan Đình Giáo là linh mục quản sứ xứ Cẩm Trường. Thứ tám, linh mục Bautista Ngô Năng là linh mục quản sứ xứ Hội Nguyên. Và thứ chín là linh mục Phêrô Văn Đình Dũng là linh mục quản sứ xứ Tân Lập. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta vừa mới quan sát và cùng nhau lắng nghe một bản tuyên bố của các linh mục thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa liên quan đến những sự kiện xảy ra tại giáo xứ Song Ngọc. Và chắc chắn qua những sự diễn biến trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy rằng những người làm cái công việc gọi là công việc chính quyền, làm công tác chính quyền tại Nghệ An, đặc biệt là tại huyện Quỳnh Lưu, đã cố gắng để mong dập tắt được ý thức phản kháng của
đồng bào giáo dân Công giáo tại Nghệ An. Tại sao tôi dùng chữ phản kháng? Đó là vì suốt cả một năm qua, sự yêu cầu đối với chính quyền là dàn xếp để người dân được hưởng một sự đền bù, gọi là một sự đền bù công bằng, thì đã hoàn toàn người dân đã phải đón nhận sự lạnh lùng một cách tàn nhẫn của bên phía chính quyền. Và song song với sự lạnh lùng tàn nhẫn đó là những hành động mang tính cách côn đồ, tức là phá các cuộc tụ họp, phá các cuộc tập họp của đồng bào ở tín đồ Công giáo tại huyện Quỳnh Lưu. Trong những tin tức đang xảy ra cùng với chúng ta, nó còn có một nguồn tin, một bản tin mà tôi cũng cảm thấy rằng cần phải chia sẻ với nhau, cần phải chia sẻ với các anh chị em. Đó là sự kiện xảy ra tại tại Đồng Tâm. Những chuyện xảy ra tại Đồng Tâm cho chúng ta nhìn thấy điều gì? Tôi nghĩ rằng cái bộ mặt thật ấy, của chính quyền nó đang rất cần anh chị em chúng ta và đồng bào của chúng ta phải nhận thật rõ là cái sự kiện liên quan đến đến Đồng Tâm. Chúng ta ít hay nhiều chúng ta cũng cần sự tôn trọng. Xin lỗi các anh chị em nhé. Ít hay nhiều chúng ta cũng cần sự tôn trọng. Đối với hành động của đồng bào tại Đồng Tâm, các cô, các bác, các chú tại Đồng Tâm, mỗi người đều có một cái quyền tự do của mình cả. Các cô, các chú tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là cái quyền của các cô, các chú. Tôi đề nghị các anh chị em nên tôn trọng cái niềm tin của các cô, các bác tại Đồng Tâm. Tuy nhiên, chúng ta hết sức cần thiết cần phải nhìn lại những hành động của chúng ta trong tương lai. Chúng ta chỉ có thể làm được những điều thật sự tốt cho đất nước khi chúng ta ý thức thật rõ điều chúng ta muốn làm và cái cách mà chúng ta phải thể hiện, cũng như cái thái độ mà chúng ta quyết định đứng lên đấu tranh. Cuộc đấu tranh mà chúng ta đang tiến hành rất cần phải nhìn rằng đây là một cuộc chiến tranh sinh tử đối với chính bản thân chúng ta và sinh tử đối với gia đình của chúng ta, đối với xã hội của chúng ta và đối với dòng sinh mệnh dân tộc của chúng ta. Khi đã nói đến sinh tử là nói đến quyết liệt, là nói đến sự kiên cường, là nói đến sự chịu đựng và sự chấp nhận phải hy sinh. Cái vấn đề là chúng ta cần phải lường định xem sự hy sinh nó đến cái mức độ nào và bao nhiêu người sẽ phải hy sinh để đạt được cái mục tiêu sau cùng. Và cụ thể, nếu rằng chúng ta cứ tin như đồng bào của Đồng Tâm tin, thì tốt hơn hết đừng nên tiến hành bất kỳ một cuộc đấu tranh nào, bất kỳ một dạng đấu tranh nào. Bởi vì chúng ta hãy nhìn đồng bào của Đồng Tâm. Đồng bào của Đồng Tâm hết sức tha thiết tin tưởng vào Đảng, hết sức tha thiết tin tưởng vào cái gọi là nhà nước, tức là những vị đại diện nhà nước. Và tấm lòng tin tưởng đó ngày hôm nay đang đối diện với sự thật ra sao? Đối diện với một sự phản trắc một cách đê hèn. Chúng ta cần nhìn rất rõ bản chất của chế độ Cộng sản là gì? Là trừng trị những người dám chống lại mình. Khi Cộng sản còn, nghĩa là ý thức trừng trị trong những người cầm quyền của Đảng Cộng sản, nó bao trùm hết mọi cái suy nghĩ
mọi cái hành vi, mọi cái gọi là những cái hành trạng của họ mà đặt, khi họ đặt cái mục tiêu là phải giải quyết một vấn đề nào đó. Trừng trị. Họ là một sức mạnh được kiến tạo bởi nòng súng. Và họ xây dựng sức mạnh trên nòng súng. Họ xây dựng sức mạnh trên quân đội. Họ xây dựng sức mạnh trên công an, trên mật vụ. Chúng ta phải nhìn thấy rất rõ bản chất của Cộng sản đó là như vậy. Cho nên một khi chúng ta quyết định đấu tranh, thứ nhất, ý thức của chúng ta phải rất rõ ràng rằng chúng ta không có nửa mùa. Rằng chúng ta cần nhận rất rõ ràng cái mục tiêu chiến đấu của chúng ta, đó là phải giải trừ chế độ Cộng sản bằng hình thức này hay hình thức khác. Đừng ậm ờ, đừng xin cho. Nếu không, chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ phải bị thảm hại giống như Đồng Tâm đang thảm hại. Cái sự thảm hại của Đồng Tâm ngày hôm nay, nó cho chúng ta nhìn thấy, cho chúng ta nhận dạng ra cái bản chất của chế độ một cách hết sức là rõ ràng. Họ lập lại cùng với các anh chị em biết bao nhiêu năm nay rồi. Từ khi họ có mặt ở đất nước Việt Nam, từ những năm 1932-35 cho tới tận ngày hôm nay. Bản chất, cách cung cách hành xử của những người Cộng sản và của chế độ Cộng sản là tàn bạo. Họ đừng có mong rằng họ sẽ có một cái nhân trị nào đó. Đừng có mong rằng họ có một cái tình cảm nào đó trong cái chuyện xử lý những vấn đề gọi là an ninh của xã hội. Họ khi có cơ hội là họ dùng sức mạnh của nòng súng, họ dùng sức mạnh của sự đàn áp. Nên sẽ tránh tối đa, các anh chị em nhé, sẽ tránh tối đa. Không chiến đấu thì thôi, đã chiến đấu thì phải rất là rõ ràng. Và phải cân đong đo đếm, ta sẽ làm cái gì. Chớ dại dột mà bắt mấy ông, gọi là mấy ông mật vụ, mấy ông an ninh, tức là cảnh sát cơ động, nhốt 5-3 ngày, một tuần lễ rồi thả ra. Một khi chúng ta đã quyết định bắt là giết. Còn không quyết định bắt thì thôi, cùng lắm là bao vây, dạy cho chúng nó một bài học và đuổi chúng nó về. Chớ dại đem chúng nó vào nhà nào đó rồi nhốt chúng nó trong vòng một tuần hay là hai tuần, hết sức là tầm bậy tầm bạ, hết sức là non dại về cái nhận định đối với chế độ Cộng sản. Cho nên cần chia sẻ với nhau, cần chia sẻ với những vùng mà đang có một cái gọi một cái ý nghĩ rằng sẽ làm giữ đó, thì phải cân đong đo đếm cho nó thật là cẩn thận. Chúng ta không làm thì thôi, mà chúng ta đã làm là phải làm tới bến. Và khi đã nói đến tới bến là nói đến sự lượng định của chúng ta. Thời cơ đã đến chưa? Và bối cảnh ngày hôm nay phải chăng chỉ có cái hành động đó mới giải quyết được vấn đề? Tức là chỉ có bạo động với bạo động mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có chuyện bắt công an, bắt mật vụ thì mới giải quyết được vấn đề. Không, tôi không nghĩ là như vậy. Cái chuyện bắt mật vụ, bắt công an nó phải ở một cái giai đoạn khác. Nó phải ở cái giai đoạn là chính những người mật vụ, chính những người công an, họ phải có một cái cơ hội để bỏ hàng ngũ, để đi về với chúng ta, để đi với về với quyền lợi và đội ngũ của dân tộc. Bao giờ thì những người mật vụ, những người cảnh sát cơ động có một cái ý thức là phải chạy về với đội ngũ dân tộc? Bao giờ, thưa các anh chị em? Câu hỏi này các anh chị em phải trả lời. Đó là một cái kế hoạch, đó là cả một cái phương trình lớn. Và chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. Ngày hôm nay rất nhiều người còn mê muội, còn
mơ hồ rằng à, Đảng Cộng sản Việt Nam dẫu gì thì họ cũng là những người yêu nước, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng lãnh đạo đất nước. Ở ngoài miền Bắc ít nhất còn 50% là còn mê muội chuyện đó. 50-60% là còn mê muội chuyện đó. Qua cái chuyện Đồng Tâm chúng ta nhìn thấy. Nên truyền thông. Chúng ta hãy tận dụng những cơ hội chúng ta có được để xử lý truyền thông. Chúng ta thận trọng xử lý truyền thông. Chúng ta tỉnh táo và chúng ta người lớn khi xử lý truyền thông. Phải làm sao để ý thức của người dân nhận càng ngày càng nhiều, càng rõ về những sự thật của lịch sử, tức là từ trong quá khứ, và những sự thật của ngày hôm nay. Thậm chí, ngay như cái chuyện rất là nhỏ, tưởng rằng rất là nhỏ, chuyện cát. Trong những ngày vừa qua, nó có cái chuyện là nhà nước của Việt Nam ngày hôm nay đi mua cát. Nó có trớ trêu không? Bao nhiêu những vùng biển và vùng sông của Việt Nam cật lực hốt cát. Các công ty mọc ra như nấm để hút cát, để hốt cát. Bán cho ai? Bán cho tàu. Bán cho ai? Bán cho những xà lan để chính những cái bọn tàu đó kéo xà lan cát của Việt Nam ra để xây gạc ma, để xây dựng gạc ma. Chúng ta có tự mình nhận ra chúng ta khốn nạn hay không? Và ai là chủ những xà lan đó? Ai là những người làm ra những cái hợp đồng đó? Ai là người cho phép hút cát, xúc cát, đem bán cho những xà lan của người tàu để xây dựng gạc ma? Và ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy chuyện gì? Đi mua cát của người Miên, đi mua cát của Campuchia. Trong khi chỉ 4-5 tháng đây thôi là những cái hợp đồng gọi là bán cát cho Singapore. Tại Việt Nam những xà lan, những cái xà lan kéo cát sang bán cho Singapore và bán cái giá rẻ mạt. Ngày hôm nay lại phải đi gọi là đi sang bên Campuchia để điều đình mua cát ở Campuchia về Việt Nam. Cho nên những người lãnh đạo đất nước Việt Nam nó ngu dốt đến như vậy. Nó tham lam đến như vậy. Nó đần độn đến như vậy. Mà chúng ta vẫn cứ ngồi yên. Vậy thì chúng ta là gì? Một số người nói rằng, tại sao dân ngu như vậy? Thì chúng ta dễ đành đặt. Chúng ta nói, nói dân ngu là xúc phạm. Vậy thì phải dùng chữ gì để nói? Nói về cái sự không khôn khéo của chúng ta. Nói về cái sự không khôn ngoan của chúng ta. Có phải là ngu không? Có phải là dốt không? Đất nước của chúng ta có quyền về chính trị để tham gia vào chính trị, để xử lý những vấn đề của xã hội. Quyền chính trị, mỗi một cá nhân đều phải được tham gia, được tôn trọng, được bảo vệ. Đó là công ước của quốc tế đã rõ ràng, hết sức rõ ràng như vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta vẫn gọi là giao khoán cái chuyện chính trị cho một cái bọn, tức là một cái bọn ruồi nhặng. Cho nên đất nước của chúng ta tan hoang, kinh tế của chúng ta đầu voi đuôi chuột, và con cái của chúng ta cũng đầu voi đuôi chuột nốt. Cái đó mới là cái tang thương. Còn đời sống của các anh chị em có gì đi nữa cũng chỉ là chúng ta với nhau. Nhưng mỗi một con người, cái điều quan trọng nhất của một cặp vợ chồng là gì? Nó không phải là lên giường nằm ủ ị với nhau là xong, mà nó là những đứa con do hai vợ chồng sinh ra, tương lai của chúng nó lớn lên. Những đứa con đó nó sẽ phải tươi như hoa, nó sẽ là phải khỏe mạnh. Nhưng hiện tượng của ngày hôm nay, liệu chúng ta có tin tưởng được rằng con cái của chúng ta sẽ mạnh khỏe hay không? Con cái của chúng ta sẽ có trí tuệ hay không? Hay là chúng nó sẽ là những thằng đao, những đứa giặt dẹo? Khi nói đến chữ là những thằng đao, không phải là
rất mong rằng các anh chị em có trong thời gian qua đã trời gọi là trời bắt nạn, ông trời cũng bắt nạn chúng ta, là chúng ta đã phải có những gọi là những đứa con thân yêu nó bị bệnh hơi man man một chút xíu về đầu óc. Cái đó nó thuộc về ông trời ông muốn, cái đó thuộc về cái số rồi. Nhưng ngày hôm nay thì nó không, ngày hôm nay những đứa nó sinh ra mà nó phải bị đau đó, nó là do lỗi của chúng ta, nó là do lỗi của các anh các chị. Vì các anh các chị ngày hôm nay im lặng, vì các anh các chị ngày hôm nay im tiếng, cho nên cái sự kiện đang xảy ra tại Hà Tĩnh, thậm chí phải các linh mục đã phải lên tiếng nói. Và những tiếng nói đó nó có hai cái chiều kích đối, gọi là đối diện với nhau. Những người phản đối những cái tiếng nói của các vị linh mục đó lại là những người gọi là công tác chính quyền, tức là chân dân, là quan, là cha của dân. Những người đó phản đối các ông linh mục và tìm đủ mọi cách để đuổi các ông linh mục ra khỏi những cái địa bàn rất nóng, nóng từ lịch sử cho nóng tới ngày hôm nay, đó là Quỳnh Lưu. Bởi nói đến Quỳnh Lưu không phải chỉ có ngày hôm nay, nói đến Quỳnh Lưu là phải nói đến lịch sử của Quỳnh Lưu. Lịch sử của Quỳnh Lưu, cái sự đậm sắc nhất chính là giai đoạn Quỳnh Lưu 1956, biết bao nhiêu người đã bị tàn hại, biết bao nhiêu người đã bị bách hại. Cuộc cách mạng Quỳnh Lưu năm 1956 đã bị bách hại một cách hết sức là tàn nhẫn. Và ngày hôm nay, sự kiện của Quỳnh Lưu là, đối với tôi, là một sự nối dài của lịch sử. Và chính là sự nối dài của lịch sử với lòng tự trọng của chính chúng ta. Giai đoạn năm 1956 có biết bao nhiêu người, có mấy người, có được bao nhiêu người quan tâm hoặc là biết về sự kiện Quỳnh Lưu, trong khi cả hàng chục ngàn người của Quỳnh Lưu bị đàn áp, hàng mấy chục ngàn người của Quỳnh Lưu bị đàn áp và hàng ngàn người đã phải chết ở trong tù. Nó đã chìm vào trong lịch sử và rất ít người biết đến. Nhưng ngày hôm nay, Quỳnh Lưu không thể bị như Quỳnh Lưu năm 1956 nữa. Cả thế giới biết đến Quỳnh Lưu. Các vị linh mục trong thời gian vừa qua từ Hà Tĩnh, từ Quỳnh Lưu đã đi khắp các quốc gia Âu Châu. Và đặc biệt khi họ ngồi tại tòa tổng giám mục của tiệp khắc của Praha, là tất cả những sự kiện đen tối lẩn khuất từ những năm 1956 đã được đào sới ra. Và vì tiệp khắc là một quốc gia đã phải đấu tranh rất dữ dội, những người công giáo của tiệp khắc đã phải đấu tranh rất dữ dội để dựng ra cái mô hình là hiến chương, phong trào hiến chương 77. Để từ đó, cái phong trào gọi là phong trào xã hội dân sự, phong trào hiến chương 77 đó đã đòi lại được sự tự do đích thực cho dân tộc tiệp khắc, cho đất nước tiệp khắc. Mở màn đầu tiên cho toàn Âu Châu. Và chính những người công giáo đó, họ đã ngồi, họ lắng nghe, họ trân trọng và hết sức là kính trọng, hết sức là quý trọng hai vị linh mục đã vượt rất nhiều những khó khăn để từ Hà Tĩnh, từ Nghệ An có mặt tại Tiệp Khắc, có mặt tại Praha trong tòa tổng giám mục và trước Bộ Ngoại giao. Chúng ta, những người công giáo Việt Nam đang chiến đấu, chúng ta có cô đơn không? Tôi không nghĩ là cô đơn. Tôi không nghĩ rằng các anh chị em sẽ cô đơn mãi. Công giáo của thế giới sẽ bị đánh động. Công giáo của thế giới, công giáo của Âu Châu sẽ được đánh động. Và đó chính là một cái nguồn hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất hết sức đặc biệt cho cuộc tranh đấu của các anh chị em công giáo. Tại sao tôi đề cập cụ thể đến công giáo? Bởi chế độ Cộng sản sợ nhất là người công giáo cho tới ngày hôm nay. Tại sao họ không sợ Phật giáo? Dù rằng người Phật giáo
rất là đông đảo so với người Công giáo. Thưa rằng, tinh thần và cái cách điều hành giáo hội của Phật giáo là hết sức là nhẹ nhàng. Chính cái sự điều hành nhẹ nhàng đó mà những người Cộng sản đã lồng vào được rất nhiều những cái mô hình tôn giáo, những mô hình của Phật giáo. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đang nói cái chuyện tiêu lâm hoặc là bôi bác hoặc là dựng lên những chuyện không đúng. Chúng ta hãy đọc những tác phẩm của bà Dương Thu Hương. Chúng ta hãy trao đổi, chúng ta hãy nói chuyện với bà Dương Thu Hương cũng như ông Trần Đĩnh và nhiều những vị khác nữa. Trong tuần vừa qua có một cái clip video tại nhà của chị Minh Hằng tại Vũng Tàu. Một vị trí thức hết sức là đặc biệt đã mở ra cho chúng ta nhìn thấy những sự tàn ác đến gọi là tàn ác vô độ liên quan đến gọi là những người thương phế binh của chế độ Cộng sản. Và đâu đó chúng ta bắt đầu nhận diện ra cái sự vinh quang của cái quân đội đi từ Bắc vào giải phóng miền Nam đó, một cái quân đội hết sức là đặc thù, một cái quân đội chỉ có những người lính chiến thắng mà thôi, một cái quân đội hoàn toàn không có phế binh, hoàn toàn không có thương phế binh trong lúc chiến đấu. Đó là một cái quân đội chắc tuyệt, đó là một cái quân đội siêu việt. Bởi vì quân đội nào cũng thế, cái điều sợ nhất của những người lãnh đạo, những người tham mưu là thương phế binh. Nhưng đặc thù của chế độ Cộng sản là những đoàn quân không có thương phế binh. Tại sao vậy thưa các anh chị em? Câu hỏi này tôi xin miễn trả lời, vì tôi tin rằng các anh chị em, tự các anh chị em trả lời được. Mà nếu các anh chị em không trả lời được, xin tìm vào cái clip ở trên trang nhà của chị Bùi Thị Minh Hằng. Các anh chị em sẽ thấy nhân chứng nói như thế nào, cũng như bà Dương Thu Hương đã đề cập như thế nào về rất nhiều những sự kiện, trong đó có cái sự kiện các ông sư được, tức là các ông an ninh, các ông mật vụ được gửi sang Ấn Độ để không phải là học về an ninh, không phải là học về mật vụ, mà học về làm thế nào để trở thành một ông sư, gọi là một ông sư ngon lành nhất, một vị sư ngon lành nhất, tức là một vị sư có trí thức nhất, một vị sư nhiều học vị nhất. Chính vì thế, sức mạnh của giáo hội Phật giáo chưa có tụ được. Nhưng nếu có những cái lực lượng dẫn đầu thì nó như một cái dòng, gọi là hình ảnh tôi muốn gợi ra, nó như là một cái dòng nước lớn. Khi đã có sự khởi động, khi đã có dẫn nguồn thì ào ào sẽ theo sau. Cho nên rất mong các anh chị em Công giáo chúng ta cùng nhau ý thức cái vai trò của mình. Một số những cái clip trước tôi có đề cập, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất, cơ hội đẹp nhất của những người Công giáo. Cơ hội đối với lịch sử của nước Việt Nam của chúng ta. Và cơ hội đối với giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Nếu nghĩ rằng nước Chúa là một cái điểm đến cho đời sống của chúng ta, thì đây là cái cơ hội để chúng ta bắt tay sờ nắm được cái chìa khóa của nước thiên đàng, của nước Chúa bằng cách hành động. Chưa bao giờ những người Công giáo Việt Nam có được một cái cơ hội tốt như ngày hôm nay. Chưa bao giờ nhá các anh chị em. Đối với lịch sử cũng vậy, đối với cơ hội của thế giới cũng thế. Chưa bao giờ người Công giáo Việt Nam có được một cái cơ hội tốt như ngày hôm nay để thể hiện trách nhiệm của mình đối với non sông gấm vóc của nước Việt Nam và thể hiện cái tấm lòng của mình đối với giáo hội Hoàn Vũ.
các anh chị em, đừng, xin đừng nghĩ rằng tôi đang tuyên truyền. Chúng ta chẳng có điều gì để gọi là tuyên truyền nhau cả. Và chúng ta đang trao đổi với nhau, chúng ta đang gợi ra với nhau những điều chúng ta có thể làm được. Đặc biệt là những người công giáo. Nhưng cơ hội quá sức lớn, cơ hội hết sức lớn. Ngày hôm nay chỉ, tôi lấy thí dụ, hôm nay, không cần tất cả, 10 sứ đạo của hôm nay mà thôi. Và túc trưng gia kiệm, 5 sứ đạo của túc trưng gia kiệm thôi. Rạch Giá, 2 sứ đạo, 3 sứ đạo của Rạch Giá thôi. Xóm Mới, Gò Vấp, Sài Gòn, 10 sứ đạo thôi. Là toàn bộ đất nước Việt Nam, chế độ Cộng sản Việt Nam không đổ thì tôi xin tình nguyện làm con trâu, con lợn, con chó, con gà. Vậy nhá, thưa các anh chị em. Hôm qua tôi có đề cập đến cái chuyện là những anh chị em của gọi là nghiệp đoàn trong Ngọc Kép, là nghiệp đoàn vận tải. Tất cả những người dân chung quanh các quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ số 1, xin hãy quan tâm, đặc biệt quan tâm đến những thời gian sắp tới. Khi xảy ra những cái sự kiện, là có những cái đoàn xe bỗng dưng lăn đùng ra ngoài đường và chết, thì chúng ta hãy cố gắng để bảo vệ những vị tài xế đó. Chúng ta hãy cố gắng để chia sẻ trách nhiệm đối với những vị tài xế đó, bảo vệ xe của họ, bảo vệ miếng ăn của họ và chia sớt với gia đình của họ. Hãy trân trọng họ và hãy sử dụng, hãy thể hiện gọi là một cái năng lực mềm của chính chúng ta. Quốc lộ 1, các em đem bóng ra quốc lộ, tức là đem bóng ra đường, đá bóng cho tôi, đá bóng cho dân tộc, đá bóng cho lịch sử, trải chiếu ra đường, đem cơm, đem bánh xèo ra làm bánh xèo, ăn cơm giữa đường, làm bánh xèo giữa đường, ca hát giữa đường, thể dục thể thao giữa đường. Hãy tạo cho quốc lộ 1 thành một gia đình, một đại gia đình, và chúng ta sinh hoạt giữa quốc lộ số 1. Cơ hội nó sẽ đi. Và đặc biệt lại trở lại với các anh chị em công giáo, nếu sự kiện đó đến, hoặc là chính các anh dẫn dắt để sự kiện đó đến, các anh các chị dẫn dắt sự kiện đó xảy đến, hoặc là các anh các chị theo sau cái sự kiện đó, thì cũng xin chúng ta cùng nhau trân trọng, chúng ta cùng nhau bên nhau chia vai, xa vai sát vai để làm cái công việc đó, tê liệt quốc lộ số 1 bằng những hành động rất nhẹ nhàng của chúng ta. Ai bắt được chúng ta? Chẳng ai bắt được cả. Tại vì đường bỗng dưng đứng lại hết, xe cộ đứng lại hết, thì đường mát mẻ, mùa này nóng quá, chúng tôi ăn cơm thay vì ăn trong nhà, quá nóng, ăn ngoài đường. Không có sân đá bóng, nhà nước không có một sân đá bóng nào cho trẻ con cả, cho những em trẻ cả. Chúng tôi dùng đá bóng ra ngoài đường, ra quốc lộ, chúng ta làm sân đá bóng. Lấy ngay quốc lộ số 1 làm thành một sinh hoạt của đại gia đình dân tộc của chúng ta. Vậy nhá, thưa các anh chị em, clip ngày hôm nay lan man một số điều về các anh chị em như vậy, mong rằng sẽ có được một số những sự hữu ích. Xin kính chào các anh chị em.